đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, trong những ngày tháng tư lịch sử, toàn đảng, toàn dân cả nước hân hoan chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 thành công tốt đẹp, hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thi đua lập thành tích kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diên Nguyên long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Trước giờ khai mạc, đội văn nghệ quần chúng xa nhà thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng là bó hoa tươi thắm nhất kính dâng chúc mừng buổi lễ. Chương trình được thực hiện qua chùm ca khúc. Mở đầu là màn hát múa, hát về nông thôn mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Duy Trung. Đơn ca nam, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, sáng tác nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn do tiến sĩ thể hiện. Màn hát múa, từ làng sen, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tam ca, đường chúng ta đi, sáng tác nhạc sĩ Huy Du do tiến sĩ Anh Quân Đức Hòa thể hiện. Màn hát múa, về quê mình Diễn Châu, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hữu Thời. Chỉ đạo nội dung Đảng ủy xã Diên Nguyên, biên đạo múa Nguyệt Minh, âm nhạc thầy giáo Hoàng Hồng Quân, âm thanh thầy giáo Nguyễn Tiến Sĩ, với sự tham gia của các diễn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tập thể giáo viên ba trường học. Kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ chào mừng lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới hôm nay là thể hiện trách nhiệm, tình cảm, niềm tự hào, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền địa phương trong suốt chặng đường cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng Đảng bộ và nhân dân Diễn Nguyên thực hiện thành công xã nông thôn mới trên quê hương Diễn Nguyên anh hùng. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình, mời quý vị đến với màn hát múa, hát về nông thôn mới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. La 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 la, cuộc sống hôm nay là tương lai, ngày mai đang chờ ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trường Sa hoang xa rồi vào gành đá tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả bao tố dập dần tràn lưới bùa vây sông Trường Sa hoang xa rồi vào gành đá sóng cuồn cuộn dâng lên dáng hình đất nước một tấc biển cắt rời vạn tấc đất
ngọn đức hòa bình trên tay dựng lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên.
Ta về đến nơi đâu còn dập, ta chưa về.